chào mọi người. Tôi là Tuấn Anh của đội kiến trúc Kisato, còn đây là anh Kiên, kiến trúc sư của Kisato. Hôm nay chúng tôi đang có chuyến khảo sát về xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để khảo sát một cái ngôi biệt thự mái Thái cho gia đình anh Hiến Nga. Thì gia đình anh Hiến Nga đã có thời gian theo dõi bên công ty chúng tôi khá là lâu, khoảng tầm 5 tháng. Thì bây giờ anh quyết định gọi chúng tôi về để thiết kế cho anh một cái mẫu biệt thự là tầm là 100m2 một sàn. Thì chúng tôi đã xuất phát, khi nhận được cuộc gọi của anh thì chúng tôi đã xuất phát luôn để về khảo sát cho nó kịp thời gian và tiến độ xây dựng của anh. Thì bây giờ thì mời các bạn xem qua cung đường về nhà anh Hiến Nga. Đây, chúng tôi đang trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, khoảng tầm 15 cây nữa sẽ về đến gia đình nhà anh. Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế thì hãy gọi chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ cho bạn trong một cuộc gọi thôi. Thì đất của gia đình nhà mình là từ cái bờ tường rào này đúng không chị? Khoảng tầm đấy. Bờ tường rào này đến cái mép tường này đúng không ạ? Tại bà cho con gái 1 mét, bớt lại 1 mét đúng không ạ? Tức là bớt qua bên này 1 mét đúng không ạ? Đúng rồi. Cái chỗ này bớt 1 mét đúng không ạ? Bị cắt đi 1 mét. Cắt đi 1 mét từ đây đúng không ạ? Vâng. Đấy, bà cho bớt đi 1 mét. Đến đâm ra từ hôm nọ là cũng ngoài điện. Lấy đây hết anh nhỉ? Chị nhỉ? Điện đấy đúng không? Không, nhà em hết, tách riêng. Tách riêng à? Nhưng nguồn điện của mình lấy ở đâu ạ? Điện đây. À đây, cũng trước đây, rồi ok. Nước thì nhà mình có nước sạch chứ chị? Có nước sạch em có rồi. Nguồn sạch, nguồn cấp của mình đâu ạ? À rồi, ống nước sạch ở đây. Nước sạch cấp ở trước nhà. Đây là còn 4 mét của bà. Là nhà bà đây ạ? À vâng. Từ bên này chỗ này còn 4 mét. À. Thì vợ chồng em đang tính là bà cho có 8 mét. Vợ chồng em mua lại một con chị 1 mét. À vâng. Chị không bán cho một đồng 1 mét thành 9 mét, nó hơn 9 mét. Vâng vâng. Bây giờ vợ chồng em đang tính là bán. Đất của nhà mình ra sau khoảng tầm bao nhiêu mét chị nhỉ? Dạ. Đất của nhà mình khoảng sau. Chắc là phải phá đi đúng không ạ? Vâng. Khu nhà cũ phá luôn. Này mình cũng chia dọc theo cái đường vào tất luôn đúng chị? Tất cả chạy dài xuống dưới kia. Tất cả chạy dài xuống dưới kia đúng không ạ? Tính là từ bờ tường bớt lại 1 mét là ra đây chắc khoảng tầm 8 mét. Bờ tường này bớt lại 1 mét ra khoảng đất của chị. Ra đến tầm đây là khoảng tầm 8 mét đúng không ạ? Bớt lại bờ tường từ kia ra 4 mét. Bớt lại từ bờ tường kia ra.